Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được ý kiến công dân phản ánh về việc trưởng thôn Phương Tòng, xã Hùng An, huyện Kim Động thu 80 triệu đồng của một người dân dưới hình thức ủng hộ để đồng ý cho gia đình người này xây quê 58 mét vùng đất nghĩa trang để dành chỗ xây mộ. Cũng trong nội dung đơn thư công dân tố cáo, trưởng thôn Phương Tòng còn tự ý thu 3 triệu đồng trên một ngôi mộ khi người dân đưa hài cốt về chôn cất ở nghĩa trang đồng bộ của thôn. Ghi nhận về vụ việc của nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Ngày 11 tháng 9, khi phóng viên về thực địa khu vực nghĩa trang của thôn Phương Tòng, nơi có 58 mét vuông đất là diện tích được công dân cho rằng bà trưởng thôn Phương Tòng có bán cho gia đình chị Quyên để xây mộ. Hiện trạng tường xây quây đã bị dỡ bỏ và đến ngày 13 tháng 9, gia đình chị Quyên cùng cơ sở thôn đã tiến hành tháo dỡ và san phẳng mặt bằng trả lại đất cho nghĩa trang. Đối với nội dung đơn thư công dân tố cáo bà trưởng thôn Phương Tòng thu 3 triệu đồng một ngôi mộ khi người dân cải táng về chôn tại nghĩa trang đồng bộ của thôn, theo ghi nhận, hiện có 13 ngôi mộ được xây từ nhiều năm trước. Hiện nay nghĩa trang mới của thôn Phương Tòng chúng tôi là cũng đã có 13 ngôi vào trong nghĩa trang mới và chúng tôi cũng đã thu tiền 8 ngôi mộ, mỗi gia đình là đóng góp vào là 3 triệu. Để hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến vấn đề công dân phản ánh, chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư về những quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của trưởng thôn. Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là tại thông tư số 14 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tổ chức cũng như là chức năng nhiệm vụ của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố thì không có cái quy định nào cho phép là trưởng thôn được quyền đứng ra để thu tiền của người dân khi mà người ta thực hiện cái việc chôn cất cho người thân. Bên cạnh đó thì theo quy định của luật đất đai, đất mà sử dụng để làm nghĩa trang, nghĩa địa nó thuộc cái loại đất phi nông nghiệp và cái đất này thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mà có đất. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp có thẩm quyền ở đây là Ủy ban nhân dân tỉnh. Như vậy thì căn cứ vào các cái quy định của pháp luật hiện hành thì chúng ta có thể thấy là các cơ quan quản lý ở đất đai ở địa phương và đặc biệt là đối với đất phi nông nghiệp, cái đất dịch vụ mà đất mai táng này do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. Căn cứ vào cái văn bản pháp luật mà tôi vừa viện dẫn, tức là về cái chức năng nhiệm vụ của trưởng thôn thì không có cái điều luật nào cho phép trưởng thôn được làm cái việc thu tiền. Từ cái quy định này thì cho thấy rằng cái hành vi mà thu tiền của người dân khi mà người ta tổ chức chôn cất mai táng cho người thân là hành vi không phù hợp với quy định của pháp luật.